À, bạn nhận xét điều gì khi 3 ngày tham gia khóa học NLP Quách? Bạn nhận ra điều gì? Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương, tôi đã tham gia cái khóa học NLP Practitioner được 3 ngày. Tôi thấy cái phương pháp NLP thực sự là vô cùng là vi diệu. Nó cái ứng dụng của nó quá là tuyệt vời. Chúng ta có thể sau cái việc là chốt sale kinh doanh rồi là ứng xử hành vi giữa con người với con người và cái việc đấy là giải quyết về những cái tâm về những cái tiêu cực, những cái cảm xúc tiêu cực và những cái mâu thuẫn nội tại trong mỗi một con người. Tôi thực sự là Ngày hôm nay có hai cái kỹ thuật cực hay để thiết kế mục tiêu kinh doanh. Bạn thấy thế nào hai cái kỹ thuật ngày hôm nay? Tôi nghĩ là hai cái kỹ thuật ngày hôm nay thực sự là rất bổ ích, nó rất là hiệu quả khi mà các doanh nghiệp áp dụng được nó. Bởi vì là với mỗi một doanh nghiệp chúng ta cần phải đặt ra những cái mục tiêu trong ngắn hạn cũng như là trong trung hạn, và với mỗi mục tiêu thì các bạn nên cố gắng làm càng chi tiết càng tốt, theo thời gian, theo gian phân, theo con người, phân theo bộ phận. Vậy NLP ngày hôm nay hai kỹ thuật đó có giải quyết được vấn đề đó không? Cảm ơn bạn. Rồi, chúng ta mới đi qua mấy ngày? Chúng ta mới đi qua 3 ngày thôi. Vậy là còn gì? Còn 3 ngày nữa. Còn 3 ngày nữa, tôi thực sự rất háo hức. Cảm ơn bạn. Chúc mừng bạn nào nhé. Yeah, ok. Yeah.